Sau đây sẽ là những tin tức tại Hoa Kỳ. Ông Biden chỉ trích ông Trump không hành động trong bạo loạn đồi Capitol. Thưa quý vị, Tổng thống Biden nói ông Trump chứng kiến bạo loạn như thời Trung Cổ ở đồi Capitol, song thiếu can đảm để hành động. Các nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm đã đối mặt với địa ngục thời Trung Cổ trong 3 tiếng. Họ đổ máu bị bao vây bởi cảnh chiến địa, đối mặt với đám đông cuồng tin những lời nói dối của Tổng thống thất cử. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong sự kiện ở Orlando, bang Florida, ngày 25 tháng 7. Trong 3 giờ đó, cựu Tổng thống Mỹ chứng kiến mọi chuyện diễn ra khi ông ấy ngồi thoải mái trong phòng ăn riêng cạnh phòng bầu dục. Ông Biden nói, cảnh sát hôm đó là những anh hùng, còn ông Donald Trump thiếu can đảm để hành động. Lời chỉ trích ông Trump của Tổng thống Biden giống kết luận của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 của Hạ viện Mỹ. Trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 7, Ủy ban điều tra cho biết cựu Tổng thống Trump từ chối chấm dứt hoặc là lên án vụ bạo loạn. Benny Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra bạo loạn đồi Capitol của Hạ viện Mỹ, trong phiên điều trần ngày 21 tháng 7 tuyên bố ông Trump đã nói dối, làm vấy bẩn và phản bội lời tuyên thệ khi nhậm chức. Các bộ cựu Tổng thống Mỹ liều lĩnh kích động con đường sai trái và vô pháp khi cố tìm cách lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trong phiên điều trần kéo dài 2 tiếng rưỡi, các nghị sĩ trong Ủy ban điều tra trình ra lời khai từ những cựu trợ lý Nhà Trắng, nói rằng ông Trump đã xem cuộc bạo loạn đồi Capitol được chiếu trên truyền hình và phớt lờ lời đề nghị của cấp dưới rằng ông nên kêu gọi đám đông ủng hộ rời đi. Ủy ban khẳng định ông phải chịu trách nhiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống. Hàng ngàn người ủng hộ Trump ngày 6 tháng 1 năm 2021 tràn vào tòa nhà Quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình kiểm phiếu đại cử tri để công nhận ông Biden đắc cử hồi tháng 1 năm 2021. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào tòa nhà trong hơn 2 thế kỷ, kể từ cuộc chiến năm 1812. 5 người thiệt mạng trong sự việc, gồm một cảnh sát và 4 người biểu tình, khoảng 140 cảnh sát bị thương. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 700 người liên quan đến vụ tấn công. Theo The Guardian, một nhà truyền đạo hào nhoáng ở New York bị cướp đồ trang sức trị giá 1 triệu đô la trong buổi thuyết pháp trực tuyến. Thưa quý vị, một nhà thuyết giáo ở thành phố New York đã bị cướp số đồ trang sức trị giá hơn 1 triệu đô la trong khi đang giảng một bài giảng được phát trực tiếp vào Chủ nhật khi những tên cướp có vũ trang tấn công nhà thờ ở Brooklyn của ông. Giám mục Lamar Miller Whitehead, một nhà thuyết giáo lái xe Rolls Royce nổi tiếng với phong cách hào hoa và là bạn với thị trưởng Eric Adams, đang thuyết giảng thì có 3 tên cướp bước vào. Họ nã súng và đòi tài sản từ Miller Whitehead và vợ của anh ta, Asia K. Dosprey Whitehead. Trong hình ảnh được phát trực tuyến, người ta nghe thấy Miller Whitehead hỏi trước khi bọn cướp bước vào nhà thờ, có bao nhiêu người trong số các bạn đã mất niềm tin vì chứng kiến người khác chết? Đoạn video sau đó cho thấy anh ta khuỵu tay và đầu gối xuống và liên tục nói được rồi, trước khi một người đàn ông cầm súng và mặc áo len đen bước vào khuôn hình. Người đàn ông cũng là người đeo khẩu trang đen. Sau đó được nhìn thấy tiến đến Miller Whitehead, người đang trốn sau bục giảng màu vàng và lấy đồ trang sức của vị giám mục vào túi của mình. Một người đàn ông khác mặc trang phục tương tự, sau đó được nhìn thấy đang tiến về phía Miller Whitehead, nán lại gần anh ta trong vài phút và sau đó chạy đi. Miller Whitehead cho biết trong một đoạn video được đăng lên Instagram rằng những tên cướp đã xé cổ áo của anh ta để lấy sợi dây chuyền của anh ta và giết súng vào mặt của cô con gái sơ sinh của anh ta khi ăn trộm đồ trang sức của vợ anh ta. Cả Miller Whitehead, 44 tuổi, và Josh Ray Whitehead, 38 tuổi, đều không bị thương. Cảnh sát cho biết, con gái của họ cũng không hề hấn gì. Trong một video được đăng trên Instagram, Miller Whitehead cho biết anh cảm thấy có một thế lực ma quỷ xâm nhập vào nhà thờ và không chắc liệu cái tay súng muốn bắn phá nhà thờ hay họ chỉ đến để cướp. Anh ấy nói anh ấy rất biết ơn vì không ai bị thương. Miller Whitehead, 44 tuổi, từng thụ án 5 năm tù vì tội mạo danh và hành vi trộm cắp tài sản lớn. Miller Whitehead tuyên bố anh ta đã bị kết án bất hợp pháp. Trong một đoạn video được đăng trên YouTube hôm thứ Hai, Miller Whitehead đã cảm ơn sự hỗ trợ của thị trưởng và cho biết
các dịch vụ nhà thờ vào Chủ nhật tới sẽ diễn ra theo kế hoạch. Trong một bài đăng trên Instagram vào Chủ nhật, Miller Whitehead đã bảo vệ lối sống xa qua của mình, nói rằng anh ấy sẽ sống cuộc sống của mình theo cách Chúa sắp đặt cho anh ấy. Miller Whitehead nói, tôi không phải là người hào nhoáng, tôi mua những gì tôi muốn mua, và đặc quyền của tôi là mua những thứ tôi muốn mua. Hàng ngàn người sơ tán vì cháy rừng ở California. Thưa quý vị, cháy rừng California tiếp tục lan rộng thiêu rụi hàng ngàn hecta, buộc hơn 6.000 người phải đi sơ tán. Đám cháy được gọi là Oxfire bùng phát bên ngoài công viên quốc gia Yosemite hạt Mariposa, miền trung California, từ ngày 22 tháng 7 và kéo dài sang ngày thứ ba mà chưa thể khống chế. Hơn 2.000 lính cứu hỏa, 17 máy bay trực thăng đang tham gia chữa cháy. Theo Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, Confide, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 6.300 hecta đất đai. Nắng nóng cùng độ ẩm thấp khiến cho nỗ lực cứu hộ thêm khó khăn. Hạn hán nghiêm trọng khiến cho độ ẩm trong không khí rất thấp, Confide cho hay. Đám cháy phá hủy ít nhất 10 ngôi nhà, gây thiệt hại cho 5 căn nhà khác và đe dọa hàng ngàn ngôi nhà. Hơn 6.000 người đã được sơ tán. Theo Hector Vasquez, quan chức Confide, thật đáng sợ, tôi có cảm giác ngọn lửa ở ngay phía trên nhà và đuổi theo chúng tôi trên đường sơ tán. Linda Reynolds, một người dân trong khu vực cho biết. Thống đốc California Gavin Newsom ngày 23 tháng 7 tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Mariposa vì tình hình cực kỳ nguy hiểm với tài sản và tính mạng con người. Những năm gần đây, California và nhiều khu vực ở miền Tây nước Mỹ thường xuyên xảy ra những đám cháy rừng lớn, di chuyển nhanh do hạn hán kéo dài nhiều năm và khí hậu ấm lên. Bằng chứng về sự nóng lên toàn cầu hiện hữu khắp nơi, khi hơn 85 triệu người dân Mỹ tại hơn 10 bang trải qua cái nóng gay gắt cuối tuần. Cục Thời tiết Quốc gia Mỹ ngày 24 tháng 7 cảnh báo nhiệt độ ở một số nơi ở khu vực Đông Bắc và Trung Nam nước Mỹ có thể lên tới 40,5 độ C. Đám cháy cỏ ở khu vực Janat thiêu rụi 20 ngôi nhà trong phân khu. Thưa quý vị, một đám cháy cỏ đã phá hủy một số ngôi nhà ở ngoại ô Janat của Palm Springs hôm thứ Hai trong bối cảnh nhiệt độ và điều kiện khô hạn ở mức cao. Một cánh đồng cháy xém có thể được nhìn thấy bên cạnh một xa lộ ở Đông Nam Janat khi đám cháy bùng phát tại một số ngôi nhà dọc theo rìa ngoài của một khu nhỏ. Cảnh sát cứu hỏa Palm Springs Shane Davis nói rằng lưỡi của chiếc máy cắt cỏ của một công nhân đã tạo ra một tia lửa làm bùng cháy ngọn lửa ở một cánh đồng gần đó vào khoảng 4 giờ chiều thứ Hai. Theo Davis, có tới 20 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi ngọn lửa. Davis nói với Fox 4 Janet, nó có lẽ sẽ là một trong những thảm họa lớn nhất mà Palm Springs từng chứng kiến. Không có thương tích đã được báo cáo ngay lập tức. Những ngôi nhà xung quanh đã được sơ tán và một nơi trú ẩn đã được mở tại trung tâm giải trí Palm Springs cho những người tìm kiếm nơi ẩn náu. Nhiệt độ đạt đỉnh 103 độ F vào chiều thứ Hai ở Janet. Tại ngay app Top Top Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng